cho phép tin tặc cài cắm mã độc, CVE-2019-1181 và CVE-2019-1182 là hai lỗ hổng điểm yếu an toàn thông tin mới được công bố, tồn tại trong dịch vụ truy cập máy tính từ xa của hệ điều hành Windows. Hai lỗ hổng này cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa để cài cắm mã độc và kiểm soát hệ thống mục tiêu, đặc biệt khi đã có một máy trong mạng bị cài cắm mã độc thì các máy khác trong cùng vùng mạng cũng có thể bị khai thác và cài cắm mã độc một cách tự động. Theo thống kê sơ bộ Cục An toàn thông tin nhận thấy hiện nay có hơn 22.000 máy tính ở Việt Nam đang mở cổng RDP, Remote Desktop Protocol, TCP 3389 trên internet. Nếu các máy tính này chưa cập nhật bản vá thì sẽ trở thành mục tiêu khai thác đầu tiên và lây nhiễm sang các máy khác trong cùng vùng mạng. Các lỗ hổng này Microsoft đã phát hành bản vá ngày 13 tháng 8 năm 2019. Ngoài ra còn một số lỗ hổng khác trên dịch vụ Remote Desktop cũng cho phép thực thi mã lệnh đã được Microsoft công bố và phát hành bản vá. Để bảo đảm an toàn thông tin và phòng chống các cuộc tấn công nguy hiểm cục an toàn thông tin đề nghị các cơ quan tổ chức doanh nghiệp thực hiện cập nhật bản vá ngay cho các điểm yếu lỗ hồng này